Vượt Mỹ Tâm, Thánh Cover, Hương Ly đạt lượt xem kỷ lục trên YouTube. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Hương Ly nhận về gần 1,6 tỷ lượt xem. Con số này giúp cô trở thành nữ ca sĩ có lượt xem cao nhất Việt Nam. Sau khi phát hành ca khúc Sau Này Nếu Có Thương Em và được khán giả yêu mến, Thánh Cover, Hương Ly tiếp tục đón tin mừng khi kênh YouTube cá nhân đạt gần 1,6 tỷ lượt xem. Nữ ca sĩ cũng khoe thành tích này trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Hương Ly viết, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây sẽ là động lực cho Hương Ly và cả ekip ngày càng cố gắng hơn nữa để mang tới cho khán giả thật nhiều sản phẩm âm nhạc chỉnh chu nhất. Có thể nói, đây là cột mốc đáng tự hào của giọng ca sinh năm 1993 sau 4 năm hoạt động nghệ thuật. Được biết, trước đó, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên có tổng lượt xem vượt mốc 1,5 tỷ trên YouTube. Và sau Hòa Mi Tóc Nâu, Bích Phương từng gây ấn tượng khi tổng số lượt xem trên YouTube đạt hơn 1 tỷ. Ngoài ra, Sơn Tùng MTP và rapper Đen Vâu cũng là hai nam ca sĩ có lượt xem đáng nể trên nền tảng này, nổi lên như một hiện tượng âm nhạc. Hương Ly dần định hình phong cách và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hơn. Song song với việc thông báo tin vui đến người hâm mộ, Hương Ly còn cho ra mắt phiên bản piano cho ca khúc Sau Này Nếu Có Thương Em. MV này cũng gợi nhớ cho khán giả về hình ảnh của Hương Ly những ngày đầu cover một số ca khúc nổi tiếng như Sóng Gió, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Em Ơi Lên Phố. Kể từ năm 2023, Hương Ly cho biết cô sẽ phát triển sự nghiệp ca hát của mình mạnh mẽ hơn để tăng độ phủ sóng của bản thân. Đồng thời, Thánh Cover còn nhấn mạnh, sản phẩm tôi gửi đến khán giả sẽ là âm nhạc chỉnh chu nhất, cẩn thận trong từng khâu sản xuất. Tôi muốn khán giả có thể nhìn thấy được sự nỗ lực mà tôi và ekip đặt vào.